quy y tam bảo có bắt buộc phải đến chùa làm lễ lấy pháp danh mới được tính là đã quy y không? hay chỉ cần có một lòng trân quý nương theo Phật pháp tăng, học theo lời dạy của đức Thế Tôn để tu tập là đã quy y. Nếu trong trường hợp phải đến chùa làm lễ quy y mới được tính là quy y, thì việc con nguyện trong tâm là giữ gìn năm giới để ngăn ngừa ác pháp tăng trưởng thiện pháp đã tính là con thọ giới chưa và việc chưa thọ giới mà biết về năm giới và cố thực hiện theo năm giới đó trong quá trình tu tập đã là tạo phước cho bản thân chưa Sư không biết là cái người hỏi này có cái vấn đề gì với chùa hay không? À, theo như trong kinh tạng đó thì hình như là không có nhắc đến một cái đối tượng nào quy xin nương nhờ nơi tam bảo mà không đến gặp một là đức phật hai là một vị một vị tỳ kheo <laughs> hai là một vị tỳ kheo để uh, xin hình như trong kinh không có tức là cái chuyện mà trong kinh Tạng muốn quy y là một là tới gặp Phật hai là tới gặp một vị thi kheo một vị sư dù đó là một vị sa di bảy tuổi ừ. à, và ngay cả như trong trường hợp là một vị vua có cái lòng quy y nên Tam Bảo và tự nhận mình là đệ tử của Thế tôn nhưng mà nhớ về một chuyện là ngay sau đó vị này đi xuất gia rời nhà sống không nhà và đi tìm chỗ nào có đức thế tôn để quy y cho hợp cách nha để xuất gia cho hợp cách tức là mình nói cái đó gọi là cái tạm thời đó tạm thời mình uh, mến phật quá mình muốn quy y nơi phật cho nên bây giờ mình xem mình là đệ tử của phật ừ. đức phật là đạo sư của mình nhưng mà đó là, đó là tạm thời sau đó mình vẫn phải tới để mà mình xác định dưới chân của Phật mà bây giờ Phật không còn nữa thì dưới chân của một vị tu sĩ để xác định là mình là người quy y tam bảo rồi trong một trường hợp nữa mà sư nói là chẳng đặng đừng ấy, tức là trong một cái chuyến đò mà con đò nó chìm nha thì những người ở trên đò đó xin một cái người cư sĩ giữ năm giới và có quy y tam bảo một cách ngon lành xin vị này cho tôi quy y và thọ giới chứ còn nếu như vị này nói à, thì thôi nếu ông có mấy ông có cái lòng kính tam bảo và có cái lòng giữ giới thì tưởng ông nguyện trong tâm là được rồi thì nó đâu có cái chuyện là cái vị cư sĩ này đó uh, phải uh, truyền giới nha, truyền tam quy và ngũ giới cho những cái con người đó nha và nhớ dùm cho đó là trong trường hợp bất đắc dĩ chẳng đặng đừng vì tàu thuyền nó chìm tới nơi rồi đâu còn cái thời gian để mà đi tìm một vị tu sĩ trong trường hợp tại sao sư nói như vậy tại sao sư nói đó là trường hợp bất đắc dĩ bởi vì trong trường hợp là vua bác sĩ nó đó nha đòi quy y với bà hoàng đòi bà hoàng hậu malika đó cho mình quy y nha cho mình quy y thì bà hoàng hậu đó bà hình như là vì vì vị thánh sơ quả rồi đó nhưng mà bà vẫn nói là đại vương hãy quy y nơi đức phật tức là hướng vua bá Sĩ nó đi à không không sự nhầm bà hoàng hậu malika bà vẫn chưa bà vẫn là người thường mà chưa có chứng sơ quả à, thì bà mới hướng là phải đến quy y dưới chân đức phật nha chứ không có cái chuyện là bà truyền giới truyền tam quy ngũ giới cho ông vua thì không có chuyện đó mà bà là người hiểu đạo đó à, nói chuyện với quý vị thì sư phải lôi kinh tạng ra thôi chứ bây giờ sư nói cái ý kiến cá nhân thì mất công quý vị nói là à, cái ý của sư là như vậy nhưng mà ý của tôi nó, nó thấy khác ừ rồi đó là cái chuyện quy y đương nhiên à, thì không cần pháp danh, cái pháp danh thì à, không cần, nhưng mà cái chuyện quy y nó lại là một vấn đề khác, ừ. tức là kẹt quá, tức là đối diện với sanh tử á, thì mình chỉ cần nhờ đến một cái vị um, cư sĩ mà có năm giới á, là cho mình quy y thọ giới là đủ, nhưng mà đó là chẳng đặng đừng, tức là chết tới nơi rồi, còn nếu không nếu mà được á, thì vẫn nên đến gặp một cái vị tu sĩ để cho mình quy y hết rồi um, còn cái chuyện mà giữ giới đó thì nó có những cái cách như thế này à, từ cái bậc uh, cao tới bậc thấp đó. bậc cao á là mình uh, được truyền giới bởi uh, một vị tu sĩ ở đây mình đang nói về năm giới ha. còn cái thấp hơn nữa đó là mình có thể um, đến bảo tháp thờ xá lợi yeah. tức là đến cái nơi bảo tháp thờ xá lợi và mình xin phát nguyện thọ năm giới còn mà xuống xuống nữa đó thì tức là trong cái mà là sanh tử tới nơi rồi đó, chết tới nơi thuyền chìm á, thì một cái vị cư sĩ cũng có thể, mà có năm giới đó, thì cũng có thể truyền giới cho mình. Còn cái kiểu, cái này là chú giải nha, sư nhắc là chú giải nha, à, chứ không có trong kinh tạng. Hết. Là mình à, có thể à, hướng hướng về phía đông, mình quán tưởng đức thế tôn ngay ở trước mặt mình và mình xin thọ năm giới nhưng mà cái đó gọi là kẹt lắm mới phải làm kiểu mình ở trong rừng mình không có điều kiện tới chùa à. À... trong những kiếp quá khứ thì cũng có một vài kiếp à có những chúng sanh giữ giới nhưng mà chúng sanh nó giữ giới một cách tự nhiên giữ giới một cách tự nhiên à, hoặc là những vị tu sĩ à, sau khi xưa sau khi sống đời sống không nhà đó các vị này cũng giữ giới và truyền giới lại cho những người khác và nhớ về một chuyện đó là những người khác đều đến vị tu vị đạo sĩ này đó để xin truyền giới nhưng mà sư nhấn mạnh nha đó là thời kỳ không có tam bảo ừ. bậc thánh thì mình trừ ra ừ. còn nếu như mà mình à, xác định mình phát nguyện là mình tự mình quy y tự mình thọ giới thì sẽ có một cái điều kiện như thế này đó là mình phải có một cái thái độ nghiêm túc đối với giới và mình phải tự có khả năng tự chủ và mình giữ được còn khi mà mình để cho cái giới mình bị hỏng á tức là cái sự tự chủ của mình có vấn đề như vậy thì mình phải đến và xin quy y thọ giới ở một vị có giới ừ chỉ vậy thôi